Xây dựng Adam xin chào các bạn. Mời các bạn cùng Adam tham quan công trình nhà nguyện viện dưỡng lão Vinh Sơn, được Adam thiết kế và thi công. Công trình nhà nguyện này tọa lạc tại quận Bình Thạnh, là một ngôi thánh đường công giáo trong viện dưỡng lão Vinh Sơn dành cho các cụ bà sinh hoạt tôn giáo. Nơi đây nuôi dưỡng hơn 200 cụ bà neo đơn không người thân, được các sơ dòng nữ tử bác ái Vinh Sơn đón nhận vào để nuôi dưỡng và chăm sóc. Đặc biệt ở nơi đây, chỉ nhận những cụ bà không có người thân lang thang cơ nhở và bị xã hội lãng quên. Có rất nhiều bà đến đây để sống những ngày tháng cuối đời và an nghỉ trong nhà hài cốt ở ngôi thánh đường này. Trước đây nhà nguyện này rất nhỏ, chỉ vỏn vẹn chứa được khoảng 50 người và bây giờ số lượng các cụ bà đã lên đến hơn 200. Vì vậy đây là niềm thao thức của các đấng bậc và các sơ dòng nữ tử bác ái. Và Adam đã vinh dự nhận nhiệm vụ thiết kế và thi công toàn bộ ngôi thánh đường này, với sức chứa hơn 300 người và nhà hài cốt có thể chứa đến 2.000 cụ. Xây dựng Adam tạ ơn vì đã được giao phó nhiệm vụ thiết kế và xây dựng công trình công giáo này. Mời các bạn theo dõi xây dựng Adam để tham khảo thêm nhiều công trình nữa nhé!